Tôi đã từng nghi ngờ về sự tồn tại của đấng tạo hóa. Tôi đã từng nghi ngờ về sự tồn tại của đấng tạo hóa, và sự nghi ngờ này khiến tôi bị tổn thương. Tôi đã nghĩ rằng trên đời này chẳng ai lại tin như thế. Đúng, tôi đã đến mức độ này. Tôi đã nghĩ rằng không ai có thể thuyết phục được tôi về sự tồn tại của một đấng tạo hóa. Quả thật, giai đoạn này rất nặng nề đối với tôi. Điều này đã làm tôi lo lắng và bất an. Tôi đã cố gắng loại trừ suy nghĩ này ra khỏi tâm trí mình. Nhưng tôi sẽ phải đi con đường nào đây? Trên con đường của vui sướng, nhưng tuổi đời thì lại ngắn, hay trên một con đường nào khác? Trên thực tế, vấn đề này là nỗi lo lớn đè nặng tôi cả ngày lẫn đêm. Thậm chí, tôi không tài nào ngủ được. Tôi thường đi từ nhà đến cửa hàng bố tôi ở ngoài chợ. Tôi thẫn thờ gần như không biết ai đang ở xung quanh mình nữa. Cho đến khi một người bạn của tôi bắt gặp và chào tôi, nhưng tôi không trả lời anh ta. Bởi tôi không nghe anh ta nói gì. Do vậy, anh ta giữ tôi lại mà hỏi, "Này, mày đang ở đâu vậy?" Lúc đó tôi mới giật mình và chú ý. Sau đó, tôi quyết định phải kết thúc vấn đề này ngay thôi. Đúng, tôi phải kết thúc nó. Hoặc bằng cách này, hoặc là cách khác. Thế là tôi bắt đầu đọc sách để đi vào vấn đề. Tôi không giấu gì bạn, tôi đã đọc rất nhiều sách các loại, nhưng tôi không nhận thấy bất cứ lợi ích nào từ chúng dù chỉ một từ. Tôi đã dành một thời gian dài để đọc sách. Tôi đã đọc tất cả những gì rơi vào tai của tôi. Tôi đang tìm kiếm một bằng chứng thuyết phục cho sự tồn tại của đấng tạo hóa. Tôi đã như thế với một thời gian dài. Đến khi Allah hiển vinh thấy được sự chân thành của tôi muốn tìm kiếm chân lý, nên Ngài đã soi sáng cho tôi. Tôi đã phát hiện ra một bằng chứng đưa tôi từ sự nghi ngờ đến với niềm tin khẳng định, đến với niềm tin nơi Allah. Tôi đã gọi Ngài hôm đó là Ngài của đức tin. Mọi thứ thật sự đã thay đổi quan điểm của tôi. Ý tôi là, tôi bắt đầu nhìn sự tồn tại theo cách thứ hai, nhìn vào những khuôn mặt mà tôi đã từng nhìn thấy ngày hôm qua bằng cách nhìn hoàn toàn khác. Tôi nhìn vào cây cối, khác với cách nhìn tôi nhìn chúng trước đây. Tôi tự nhìn mình, nhìn vào mặt trăng, khác với cách nhìn mà tôi đã nhìn chúng. Tôi nhìn thấy Allah qua mọi thứ mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy như thế bao giờ. Subhanallah. Tôi xin gửi đến bạn bằng chứng đầu tiên đã đưa tôi đến với đức tin. Đang lúc tôi đang đọc cuốn sách Những sinh vật kỳ lạ, tôi phát hiện ra rằng có một loài muỗi. Nếu chúng muốn sinh sản vào mùa sinh sản, thì chúng phải sinh sản vào sông và ao hồ. Chúng phải tự ấn vào cơ thể mình, thông qua các lỗ trên cơ thể xuất ra một dạng chất lỏng và liền bị khô khi tiếp xúc với không khí. Thứ giống như tơ nhện. Nó liền khô và kết dính lại như những chiếc thuyền nhỏ. Theo đó, muỗi mẹ tạo ra những chiếc thuyền nhỏ và đẻ trứng vào bên trong thả trôi trên sông. Sau đó muỗi mẹ chết. Muỗi mẹ chết đi và ấu trùng tự nở ra, lớn lên và trưởng thành. Ấu trùng trưởng thành khi nhân lên số lượng cũng có những hành động giống như mẹ chúng đã từng làm. Sau khi muỗi trưởng thành và đến mùa sinh sản, con cái tự ấn vào cơ thể mình và tạo ra những chiếc thuyền. Nó đẻ trứng vào những chiếc thuyền nhỏ đó và chết sau đó. Đúng như vậy. Nhưng câu hỏi được đặt ra là ai đã tạo ra chất liệu phù hợp này đặt vào cơ thể của chúng để chúng tạo ra những chiếc thuyền như thế? Chất liệu đó liền khô khi ra không khí. Ai đã dạy chúng cách tạo ra những chiếc thuyền? Ai đã dạy chúng làm những điều mà thế hệ mẹ chúng đã từng làm trong khi chúng chưa từng gặp mẹ chúng? Mẹ chúng đã chết. Nếu như chúng đã từng gặp được mẹ thì chúng ta sẽ nói chúng học được điều đó từ mẹ chúng. Vậy ai đã dạy chúng? Nếu không có quá trình này, loài muỗi đó đã tuyệt chủng. Thật sự điều này đã khiến tôi cảm thấy run rẩy. Ai đã dạy chúng những công việc mà mẹ chúng đã từng làm trong khi chúng chưa từng gặp mẹ bao giờ? Và một câu chuyện khác tương tự câu chuyện của tôi do bạn tôi kể. Anh ta có một cái lồng ấp trứng và anh ta đã xếp trứng gà vào ấp. Một lần ấp đến 30 quả, nhưng anh ta chỉ có 29 trứng gà nên anh ta đã đặt vào thêm một trứng chim nước cho đủ số lượng. Anh ta kể với tôi. Tôi biết rõ ngày mà các trứng sẽ nở và tôi đã theo dõi sát sao số trứng đó và cuối cùng cũng đã nở đều 30 trứng, trong đó có một trứng chim nước. Bạn tôi kể, lũ gà con thì kéo nhau ra vườn, riêng con chim nước thì lại xuống ao và bơi lội tắm một mình. Đó là con chim nước
được ấp cùng với các trứng gà. Nó chưa từng thấy mẹ, nhưng sao lại không đi ra vườn cùng bầy gà con nở dưới mình? Ai đã dạy cho con chim nước cách bơi lội? Sau đó tôi mới biết được rằng loài âm tạo ra các ô hình lục giác, rất thứ tự và quy tắc. Ngay sau khi trứng của chúng bị lấy đi và đặt ở nơi khác, sau khi nở ra thì ông non đó sẽ cũng tạo ra các ô hình lục giác để chứa mật của mình, dẫu cho chúng chưa từng thấy mẹ bao giờ. Trên thực tế, điều này đã thu hút sự chú ý của tôi.